Đỗ Thành Luân xin kính chào khách. Lúc này đang là buổi chiều tối ngày 26 tháng 10 năm 2016. Đỗ Thành Luân chúng tôi đang tấp lập hoàn thiện cái công đoạn bọc bộ bàn ghế Minh Quốc Đào hàng VIP cho khách hàng, đó là anh Cù Quốc Thành, anh ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây chúng tôi đang trong công đoạn bọc rất cẩn thận, bởi vì cái chương này là chúng tôi đục kênh bong rất nhiều, cho nên là bên trong này chúng tôi phải cho toàn bộ xốp, đây một lớp xốp lên, nên là vào đập thoải mái không sợ gãy. Ở đây quý vị đang thấy đây, những cái trái đào nó kênh bong như này rất dễ gãy, nếu mà không bọc cẩn thận thì đi đường sẽ bị gãy ngay. Và Đồ Gỗ Thành Luân tôi chuyên sẵn sàng các cái hộp xốp này đậy vào đây rất chi là cẩn thận. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của Đồ Gỗ Thành Luân nằm tại làng Nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ở đây là chúng tôi trước khi đi chúng tôi quay thêm một chút về đường nét chi tiết bộ bàn ghế hương vân đỏ của Lam Phi này, rất đẳng cấp. Anh Tuyến có bạn không? Có bạn không? Đây quý vị đang thấy trên màn hình này. Có khi dồn buộc giấy trước sang cái dây để buộc sau cũng được. Chúng tôi đang tập lập. Đừng buộc giấy đây. Buộc tí nữa để buộc ngang được, buộc thế. Đây là toàn cảnh ở tại xưởng của Đồ Gỗ Thành Luân. Đây là bộ bàn ghế anh của anh Thắng ở Vân Tảo Thường Tín, và phía này là bộ bàn ghế phòng khách của anh Thắng. Ở đây là chiếc đôn to chúng tôi đã bọc xong rồi đây. Đây quý vị đang thấy trên mình này. Đồ Gỗ Thành Luân, anh Cù Quốc Thành, Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Quý khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp chúng tôi 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Quý vị đang thấy trên màn hình này, đội ngũ thợ chúng tôi đang tấp lập 2, 4, 6, 7 người buộc cho nó sớm. Thực sự ra là chúng tôi thường thường bọc hàng này phải bọc buổi tối, ban ngày để còn thời gian hoàn thiện các cái sản phẩm cho khách hàng để kịp tiến độ. Thành Luân chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Số điện thoại chúng tôi 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Đỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Bọc rất cẩn thận. Thiếu đứt thôi, găng quá là đứt đấy. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn.